Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến có mẫu xe đạp địa hình Meira Challenger 360, một chiếc xe đạp với tầm giá đang bán chỉ là 7,5 triệu thôi các bác nhé. Và chiếc xe thì nó mang lại cho bác một cái cấu hình cực kỳ là ngon trong cái tầm giá 7,5 triệu. Các bác đã được một chiếc xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu Meira các bác nhé, một cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng và quen thuộc trên toàn thế giới rồi. Đấy, cấu hình của xe thì là được sử dụng Shimano Alivio với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, bù đạp cũng nguyên zin, nguyên bản Alivio luôn các bác nhé. Và trên này tay bấm xả hai bên đều được trang bị Alivio đấy, full một bộ com lê các bác nhé. Phanh của xe thì được sử dụng là phanh dầu đến từ thương hiệu Techo. Đấy. Đấy, phanh dầu các bác nhé. Giảm sóc của xe thì được sử dụng là giảm sóc sốc rốc cái thương hiệu sóc của Mỹ. Đấy, và cũng rất là có tiếng ở trên thị trường xe đạp. Cái này thì cái dòng sóc này thì hình như là nó kết hợp với cả hãng S Ram các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn chữ đây, Power by S Ram đây. Hai hãng phụ tùng lớn đều đến từ thương hiệu Mỹ. Sóc này là sản sóc dầu thủy lực. Cấu hình rất là tốt các bác nhé, cực kỳ là ổn trong cái tầm giá thì nó là 7,5 triệu. Bánh bánh 26 inch sử dụng quả lốp Maxxis. Bản lốp của xe là 1.90 các bác nhé, 26 x 1.90. Quả lốp Maxxis. Quả lốp này thì gai góc còn rất là đẹp các bác nhé. Khung xe là trang bị khung nhôm lớp sơn nguyên bản. Đấy, một cái màu sắc đỏ pha với kẻ chỉ cam rồi cải thêm một ít trắng đây các bác nhìn. Chiếc xe rất là đẹp, cực kỳ là thể thao các bác. Khung nhôm các bác nhé, và cái công nghệ HFS, công nghệ nhôm HFS độc quyền của hãng Meira các bác nhé. Đây, nó cái tắt có từ Hero Forming, công nghệ ép nhôm thủy lực giúp khung xe rất là chắc và rất là nhẹ. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Full một bộ chuyển động Shimano Alivio các bác nhé, 9 tầng lít, 3 tầng đĩa, cho xe 27 cái bộ khác nhau. Chuyển động rất là nhẹ nhàng, cực kỳ là mượt. Thì giá bán của chiếc xe bên đang bán là 7,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.